Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Tối hôm nay Quang Hải cố gắng ra ở ngoài biểu tượng của Singapore, đảo quốc sư tử đây, để quay cho quý vị và anh chị em xem cái con sư tử này buổi tối người ta vẫn chiếu đèn lên đẹp chưa. Ban ngày thì trắng bóc này thì hơi xấu, nhưng ban đêm thì cực kỳ đẹp, được trang hoàng lên cái bộ áo rất là đẹp, phải không quý vị và anh chị em? Thực sự buổi tối ở ngoài đây phải nói là quá siêu, gọi là siêu ngầu luôn, rất là đẹp thưa quý vị và anh chị em, rất là đẹp. Một nơi lý tưởng để buổi tối ra đây để mà sống ảo chụp hình. Phải đẹp quá trời đẹp luôn. Khi mà ban ngày thì không thấy sao, nhưng mà ban đêm thì lên đèn thì hơi bị đẹp. Còn phía xa xa đằng kia là người ta đang có những cái chương trình nước nha các bạn. Nước các bạn. Nước là ở bên kia nè. Bên kia là đang biểu diễn nhạc nước. Rất là đẹp. Qua được bên đó thì coi miễn phí. Đi qua để chắc là buổi sau mình qua bên đó mình xem. Đó là cái nhạc nước bên đây. Đẹp luôn. Nó bắn tia laser trên đầu bên kia luôn nè. Đẹp chưa? Nhìn rất là đẹp. Không thể tin nổi luôn các bạn. Đúng là Singapore. Bởi vì nhạc nước mà nếu mà qua đó thì được xem miễn phí. Bạn xem đây nhạc nước nè. Thích chưa? Đi qua mình phải ở bên kia. Quay thì bên kia, quay bên phía này, tôi quay bên này. Đẹp quá, xa quá không thấy gì. Chiếu nè, chiếu màu quay cho cái con sư tử nè, chiếu màu đó, cho nên là chiếu qua bên kia lại có màu đẹp quá. Các bạn đăng ký ngay chỗ đèn góc này luôn là cái chỗ trạm tàu luôn. Trạm tàu các bạn muốn đi chơi thì đăng ký trạm tàu, nó sẽ chở các bạn đi một vòng ngay chỗ trong cái bờ sông này. Ngắm thành phố Singapore nghe nhạc. Đúng là Singapore cũng biết làm du lịch này các bạn. Wow, ôi trang hoàng. Phải rất biết làm du lịch.
các bạn. Kia là cầu quay. Thôi chào các bạn nha, mình quay sơ sơ cho một cái khu cái này thôi. Ngày mai có dịp mình quay nhiều hơn cho các bạn xem nha. Rồi, quay trở lại cái con sư tử này. Quá đẹp luôn.